Có thể bạn chưa biết đây là con thỏ bình thường và đây là con thỏ Bình Dương siêu to khổng lồ. Đây không phải là sản phẩm của đột biến mà là một giống thỏ nhà có nguồn gốc từ Bỉ, có tên là Flemish Grand Rabbit. Loại thỏ này có trọng lượng trung bình khoảng 6,8 kg, còn lớn nhất có thể nặng tới 12 kg. Nó có thể ngang bằng một con chó. Loại thỏ này rất hiền lành và ngoan ngoãn nên nó thường được nuôi để làm thú cưng. Giá trị lông và thịt của loại thỏ này cũng được đánh giá cao.